Surrender to me. Fragile soul. Stunning. The age of black magic is here. Iron has queen. Shut down. Ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình ngày hôm nay ha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đánh vị tướng L'Oreal nha các bạn. Hôm nay team mình sẽ có là ba phép nha. Là Yu đi rừng, Yudu đi support và mình đi mid. Hôm nay mình sẽ có cái kèo đối đầu với lại bạn Liliana nha. Hôm nay gặp Oma khá là khó chịu nha các bạn. Vị tướng này ít xuất hiện nhưng mà khi mà bích á thì vào trận á tỷ lệ làm choáng của Oma nó khá là nhiều nha các bạn. Nó gõ có thể là gõ một lần tới bốn lần choáng lận, tính luôn cả cái chiêu ung ti nữa đấy, khá là nhiều lần choáng luôn nha. Nên là con Oma này nó khá là khó chịu khi vào cho danh tổng ấy các bạn. Rồi thì đầu game mình dọn nhanh tân lính này, mình đi xuống quê biết nè. Ok, mình sẽ đi xuống mình hỗ trợ lên dưới nha. Ở trên thì có vẻ như là Jan đang bị thọt con xíu bờ ra các bạn, mình bị lộ sai rồi. Giờ mình sẽ ok, mình đi đeo bóng bọc đường này để mình bắt nè. Trận đấu này thì mình sẽ lên về kiên cường để chống lại những cái lần choáng của Oma nha bạn, chứ Oma khá là khó chịu. Ok, mình được cái chiến công đầu luôn. Em mình bốn người úp sọt tên bạn nha. Rồi để tiếp tục trở về rừng thôi. Ôi, trở về lên thôi, lộn. Ôi, mình đâu có đi rừng. Ôi, Lily bắt mình cho bằng được nha bạn. Ok, thêm một cái mạng nữa bạn ơi. Rồi. Câu nè. Rồi, lụm luôn. Quá thơm luôn bạn. Ui. Rồi, lụm. Ok. Hai mạng, quá thơm. Ba mạng luôn. Một mạng cho đồng đội mình và hai mạng cho mình nha. Đấy. Rồi, mà đã xanh rồi thì vào bắt AD dễ như cơm bữa các bạn. Mình này xanh rồi thì mình có đồ trước rồi, lượng đam mình nó lớn lắm. Rồi pha này chắc xong quá. Rồi xong luôn. Rồi lên bảng hai rồi luôn. Xanh vậy. Batman và xanh là hơi mệt nha. Thường á mình gặp AD đối đầu có Batman đó là mình sẽ lên cái giày hộ vệ nha các bạn. Và lại thêm lên thêm một cái mảnh áo giáp nữa. Đó, để Batman có sốc đam thì cũng sốc không giết được mình liền đâu. Mình có thể là dùng chiêu mình trả lại lượng sát thương, mà nhiều khi mình ao nhay là được cả Batman nữa các bạn. Không cần support đi theo luôn. Đó. Nó là kiểu như thế. Thường là mình đánh theo kiểu là tự lập nó nhiều hơn. Ui. Đi nên nãy giờ nó me mình, nó bắt mình hoài các bạn. Đây, nâng cầu hai người. Ui, giải rồi kìa. Giải, trời ơi. Hồng ma nó choáng khó chịu lắm mấy bạn. Bạn thấy không? Ba đó mình hạ được AD nhưng mà nó giải xong rồi. Thôi là mình hạ được luôn cả Lily rồi các bạn. Nên là vào cho tranh tổng thì mình khi mà vào tranh tổng thì tem nên dạt ra nha, đứng mọi người một góc để Oma nó không có gõ được. Nó gõ một lần là đã choáng cả tem luôn á. Nếu mình đứng chụm lại là dễ ăn phát choáng của Oma lắm. Là con Oma này khá là khó chịu nha đối với người đó, các bạn thấy không, gõ liên tục luôn. Rồi, Batman. Ui, đông vậy. Ui, làm gì vậy. Ủa, Batman này như là lắc hay là bút bẩn rồi. Rồi, bài đó dám lao vào bắt mình nữa bạn. Vì mình đang lùi về tới gần trụ rồi, đấy. Giờ tay mình là mất trụ nữa nè.
Pha này máu của mình nhá, không đủ bắt AD đâu. Nếu như có ulti thì cũng chưa chắc là hạ được AD đó các bạn. Nên mình không biết là AD nó còn tốc biến hay không nữa. Đấy, đấy, nó gõ kìa, nó gõ hoài luôn, gõ 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 ba này xong rồi nè. Ôi tí nữa rồi mấy bạn, pha đó mà nó còn công ty là coi như là pha đó mình xong. Ui bắn mạnh đâu cái gì, thì mình có vẻ hơi thật nha. Gia hình như đánh không lại Brian các bạn ơi. Mất trụ nữa rồi kìa. Này Brian nè, Brian nãy giờ nó hiên ngang ở đây nè các bạn. Dư lên bảng nữa rồi. Thôi đi rồi, xong rồi, xong em xấu quá. Mình phải đâu ngồi mà nó gõ nó không tới tầm nha, tới tầm là ba đó cho mình nghĩ xong eo su nữa rồi. Đấy mấy bạn thấy không, cái chiêu choáng choáng liên tục rồi xong nữa rồi, ui quá khó chịu luôn rồi. Support này chắc lên phép nữa rồi, làm các bạn nhìn thấy khá là mỏng luôn nha các bạn. Mấy bạn thấy không, mau nó hồi máu khiếp sự luôn á, rồi hết pin nữa chứ, hết pin là bắt đầu lắc nha. Em xui thấy mệt mỏi trong người kìa. Support nó choáng khó chịu quá kìa. Đấy, mấy bạn thấy không, màu nó dùng chiêu cuối nó quay mà nó hồi máu liên tục luôn bạn. Ok đây 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 vô lũng nè, đấy phải gì chứ. Còn mà đối với người biết chơi là sẽ đi đảo đường liên tục nha bạn, đi cướp rừng luôn các kiểu luôn. Để cái độ choáng của nó quá choáng quá nhiều lần đi. Vào mà gõ AD một cái thôi là gõ được thêm một lần nữa, mà gõ gõ được rồi xong rồi. Ôi ông Mesu ơi. Ok mình có giáp thống khổ nha bạn. Nè 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 nè. Ôi 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 nó mạnh kìa. Xong rồi xong rồi. Về đi. Mất cái trụ này rồi. AD nó bắn tay nó dài nó bắn rồi. Trụ này sao mà chữ nổi. Esu chịu hết nổi. Esu bị Oma gõ quá, gõ không bắn được. Ê, nè 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 nè. Rồi hụt nữa kìa, ông thầy ơi. Rồi xong nữa rồi, xong nữa rồi. Giờ Esu gặp Batman như gặp ma vậy các bạn. Man nào, man nào, man nào, bắn luôn, bắn luôn, bắn luôn. Rồi ok. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Hạ được Batman là ngon rồi. Được Batman là bắt đầu mình ép được rồi đó. Để em su ra lấy trụ đi.
Lùi tí nha, lùi tí đi, lùi tí đi. Lùi tí đi. Idiot believers in Vader. Can't you tell they're all hypocrites? Đây 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 đây, để mình cầu đến là đề nào, đề nào, đề nào. Đấy, rồi lấm. Ok, phải gì chứ. Lấm bờ ra luôn các bạn ơi. Ok, ok rồi. Được hai mạng luôn. Chơi 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 chơi, qua đây chơi nào, mình đông hơn nè. Ui, nó khó chịu thế. Con ma nó gõ đau thật sự luôn á. Đấy, sau này tem mình thắng combat nha bạn. Bắn đi. Kìa. Ôi, tí nữa lên bảng rồi. Ok, cái trụ này chắc lính vào rồi, chắc nổ luôn rồi các bạn ơi. Mình về cái. Mà nó ra, nó nhảy ra, cái nữa là lên bảng nữa. Và đó, cái pha lúc nãy là mình đang chết map mà đâu ra Batman nó ra, nó thấy mình, nó vụt mình luôn các bạn. Rồi lấy trụ này đi, được rồi được rồi được rồi, lấy trụ. Ê, Bright bọc kích nè, đấy nữa đấy, thấy không, bắn nó đi, bắn nó đi, gọi hết chiêu rồi. Ok, lụm nó. Lên luôn, lên luôn, lên luôn, lên luôn, lên luôn, lên luôn. Đông vậy? Thôi 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 thôi. Bờ ra bọc sau nha, bờ ra bọc sau nha. Đấy, này này này, nó bọc sau nè. Ok. Rồi 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 rồi, dọn 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 con công này cái, dọn con công này cái rồi ha, đánh nhau tiếp. Dọn con công này cho lính mình lên cái đã. Rồi ơi, thôi. Về đi. Thấy dựng được cái trụ mít là ngon rồi. Rồi, không có cục máu rồi. Bây giờ cái thế trận mà vào combat tổng thì cũng 50-50 nha các bạn. Thì có Batman á, Batman nó gầm gè, nó bắt AD mình là coi như là hơi toang á. Đây 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 đây, cậu nè, cậu nè, cậu nè, tới nè. Ở đâu hết rồi? Hồi hụt kìa, mém kế bên nhưng mà hai thằng đứng hai bên nhưng mà mình vẫn đưa cầu vô ngay khúc giữa nể luôn. Đấy, đây là những pha điều cầu hụt nha các bạn, chứ không phải là điều điều cầu trúng hoài. Là ok, hạ được vừa ra luôn nè. Ui, là liếm mạng quá là thơm luôn các bạn. Các bạn thấy không, hồ mà nó quay bao búa rồi, nó hồi máu khiếp thật sự luôn mày. Ok, thôi thôi, pha này chắc win luôn rồi các bạn ơi, win luôn rồi. Ê, đây là Batman, Batman ra này. Ồ, Batman kiểu này sao đồng thế này, sao đánh được. Rồi triple kill luôn các bạn. Rồi, rồi, rồi. Trên nè, đường trên nè, đường trên nè. Sao mạnh chưa? Quá mạnh luôn. Mà nay nấy lo. Rồi 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 rồi. Bắn trụ đi, win 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 win. Ok. Rồi, còn nháy đèn nữa, win đi ông cóc ơi. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Bye bye.